Lý Công Hoàng Anh, Văn Xuân đã bị bất trụ. Trong những phút cuối của trận đấu gặp Timor Leste thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã thử nghiệm nhiều cầu thủ đá ở vị trí của Văn Xuân đang đảm nhận vào lúc này. Đó là những sự thử nghiệm dành cho các cầu thủ không thường chơi lệch với phía hàng cánh phải. Thay người rồi. Có lẽ là Văn Xuân đã gặp một chấn thương nặng hơn so với dự kiến. Và Hùng Dũng có lẽ là người hiểu rõ nhất khi chứng kiến chấn thương của những người đồng đội. Bản thân anh đã phải trải qua một chấn thương nặng sau pha va chạm ở trận đấu gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại V-League. Thật sự đáng tiếc sau nỗ lực vừa rồi, và Lê Văn Xuân có lẽ là sẽ phải rời sân chiến cảng. Cũng không loại trừ đó là một chấn thương dây chằng. Đó là một pha tranh chấp mà Lê Văn Xuân thất thế, và cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đang tỏ ra hết sức đau đớn. Hy vọng rằng Văn Xuân không gặp phải một chấn thương quá nặng. Như vậy là Phan Tuấn Tài sẽ được đưa vào sân, và có lẽ là Văn Đô sẽ quay trở lại cánh phải. Vâng, có lẽ là như vậy. Có lẽ là Văn Xuân cảm nhận được chấn thương của mình. Sự tiếc nuối khi mà đây đã là trận bán kết của SEA Games trên sân nhà. Và nếu thành công thì chúng ta sẽ có trận chung kết trên sân vận động Mỹ Đình. Thật sự đáng tiếc. Đây là phút thứ 75. Ông Park Hang-seo buộc phải có sự thay đổi người thứ hai một cách bất đắc dĩ. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng đã dẫn tới chấn thương của Văn Xuân. Thật thế.